Xin chào tất cả bạn. Hôm nay CuangLongMobi.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái chuột bay tìm kiếm giọng nói MX 9 và VX8. Thì đây là hai cái chuột bay tìm kiếm giọng nói đang bán rất chạy trên thị trường. Tuy nhiên có một số bạn mua về báo là không dùng được. Thì mình tìm hiểu ra là do bóc các bạn ấy đã cài thiếu một cái thành phần rất là quan trọng của Google. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái phần mềm đó. Thì cái phần mềm mà quan trọng nhất của cái tìm kiếm giọng nói này đó là chính là cái phần mềm Google Now. Đây, mình đã đặt đây nhé. Bạn chỉ cần đánh chữ Google Now lên là nó sẽ hiện lên trình Google hiện hành. Đó. Đây mình đánh lại cho bạn xem. Đây là mình đã đánh trước rồi lên này đấy. Đây các bạn chỉ cần đánh chữ Google Now nhé. Đó, bạn đánh chữ Google Now như trên mình ấy, xong ấn vào cái trình Google hiện hành là xong. Ok, thì đây là mình đã ấn cài đặt rồi, bây giờ mình chỉ ấn mở lên thôi. Đây thực chất đó là nó sẽ bắt các bạn cập nhật cái ứng dụng Google nhé. Các bạn phải cập nhật nhé. Đây là một thành phần rất quan trọng để cài đặt tìm kiếm giọng nói. Các bạn nhìn kìa, đó, các bạn sẽ phải cài đặt cái Google này. Đó, đây là hai cái thành phần cơ bản để sử dụng tìm kiếm giọng nói. Ok bạn, đợi một chút tại vì nó đang có rất nhiều thành phần của Google đang cập nhật. Mình sẽ không tua video mà cứ để nó chạy cho đúng trực quan. Lưu ý nha, để dùng tìm kiếm giọng nói là có hai cái thành phần cơ bản là các bạn phải cài. Thứ nhất là Google Now và thứ hai là cái Google trên màn hình đây. Đó, đây là hai cái phần mềm cốt lõi để sử dụng tính năng tìm kiếm giọng nói trên TV Box. Ngoài ra là mình khuyên các bạn là nếu mà Google nó có những cái thành phần cần phải update ý, các bạn phải để cho nó update hết đi. Tại vì cái lõi Android này nó từ Google sinh ra nên là nó cần muốn chạy ổn định thì nó phải update hết các thành phần của Google lên thì nó mới ổn định được. Đó. Cài đặt nó cũng hơi lâu, hơi mất thời gian. Đấy. Đây chính là ứng dụng tìm kiếm giọng nói của Google này. Mình đang demo trên con HD Play H8 nhé. Chip 8 nhân RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Thì các cái box khác các bạn làm tương tự thôi. Đó. Nó có các cái thành phần nào của Google, các bạn cứ cập nhật hết lên cho mình. Chrome này cũng cần phải cập nhật này. Cập nhật hết lên thì nó mới chạy ổn định được. Ok, không biết cái kia nó update cả xong chưa. Ok, xong rồi. Các bạn ấn mở lên để xem nhỉ. Ok. Lúc này là bạn nhìn thấy cái trình tìm kiếm này á, nó có cái mic ở bên cạnh này này. Đó, các bạn chỉ ấn vào đây này. Đấy. Nhớ nhá, lúc nó hỏi như này này, cho phép ghi âm không, phải ấn cho phép nhá. Ấn từ chối phát là coi như không tìm kiếm giọng nói nữa. Lưu ý nhá, là phải ấn cho phép. Cho phép. Ok, xong rồi. Bắt đầu nói nhá. Thì với chuột bay MX 9 bạn chỉ ấn một phát vào đây thôi, ấn một phát thôi. Xong nói. Ấn một phát thôi nhá, xong bắt đầu nói này. Long Mobi. Các bạn. Đấy các bạn nhìn nghe thấy chưa? Đó. Sau khi cài đặt xong những cái thành phần mình bảo thì tìm kiếm giọng nói giờ nó rất dễ dàng này. Chè Thái Nguyên. Đấy các bạn nhìn thấy không?
Dễ dàng không? Quá đơn giản đúng không? Lúc từ giờ nói các bạn không cần phải ấn nút cái này nữa, mà là chỉ cần khởi động lúc đầu thôi, xong các bạn chỉ ấn nút đây này. Mãi mãi một tình yêu. Ok chưa? Đó. Còn với cái chuột bay VX8 này, đây chuột bay VX8 mình cũng đã thử trên kia rồi. Đánh sao? Chuột bay VX8 bạn cũng ấn vào đây thôi. Đó. Alo. Đó, các bạn nhìn thấy không? Chuột bay VX8 nhé, thì các bạn phải giữ nút này mới nói được. Giữ nút mic này. Đấy, cái khó của chuột bay này đấy. Bạn ấn vào mic này. Ấn vào cái biểu tượng mic này, xong ấn giữ nút này nhá. Giữ nút màu đỏ này. Giữ nút đỏ này. Mãi mãi yêu em. Đấy, à chết. Đấy, mình để hơi lâu nên nó về cái cũ. Mãi mãi yêu em. Mãi mãi yêu em. Đó. Thấy chưa? Đó. Thì trên đây là cái video giới thiệu các bạn cài đặt cái phần mềm tìm kiếm giọng nói trên TV Box. Thì hiện tại cửa hàng mình đang bán hai loại điều khiển tìm kiếm giọng nói. Thứ nhất là chuột bay mấy chín này, có chức năng tìm kiếm giọng nói bán rất chạy và nhiều người sử dụng rất là dễ dàng. Cái điểm đặc biệt của cái chuột bay mấy chín này, nó có bàn phím đằng sau rất tiện dụng. Và cái loại rẻ hơn có chức năng điều khiển tìm kiếm giọng nói VX8 này. Đó, thì mình xin phép dừng video tại đây. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình số hotline trên video. Và có thắc mắc gì thì các bạn comment lại bên dưới video nhé, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn.